niên đại ngọc sủng quân hôn sủng thê tiên hôn yêu vả mặt thư niệm như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ từ tận thế xuyên qua đến thập niên 70, còn không nhặt được cái tiện nghi trượng phu chồng có nhan sắc có tiền còn biết giặt quần áo nấu cơm quả thực là nam thần hoàng mỹ trong lòng cô ngay khi thư niệm mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp một câu nói của người chồng tiện nghi đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của cô thư niệm em muốn ly hôn với anh bóp một tiếng mộng đẹp của thư niệm hoàn toàn tan vỡ không nghĩ tới hai người kết hôn không ly hôn ngoài ý muốn phát sinh cái gì có ai bị bệnh không xem ta tận thế mạnh nhất phụ trợ một hệ dị năng ra trận chính là diêm vương đến cũng phải đứng sang một bên chương một xuyên thành hồ mị tử bạn đang nghe tại truyện chấm audio thư niệm em còn có chút lòng xấu hổ hay không trong một căn nhà ngói đỏ ở đại viện quân khu, một người đàn ông vai rộng eo hẹp dáng người nghiêng dài, nhìn ra chừng 1 mét 83 cái đầu trận mắt nhìn người trong phòng. Lửa giận trong mắt gần như muốn hóa thành thực chất. Người bị răng dậy mím môi, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Nàng vừa rồi không phải đang chấp hành nhiệm vụ sao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhìn cách bài trí trong phòng, so với nơi hắn từng sống có thể nói là khác nhau một trời một vực, giống như là. Giống như cảnh tượng trong phim truyền hình đã từng xem qua, vật phẩm xung quanh bài trí có cảm giác niên đại nồng đầm. Cô tên Thư Niệm, từng sống ở Lam Tinh thế kỷ 33. Nàng vừa tốt nghiệp đại học không lâu, một hồi còn không biết tên virus quét sạch Lam Tinh, 70% nhân loại đều biến thành không có ý thức quái vật, lấy nhân loại huyết nhục mà sống. Cô và một vài người bạn tạo thành một đội dị năng. Ba ngày trước, tiểu đội trưởng mang theo bọn họ ra ngoài tìm vật tư, vô ý đụng phải tang thi hoàng. Bọn họ ra sức giao chiến với tang thi hoàng suốt ba ngày, mắt thấy sẽ toàn thắng, không ngờ tang thi hoàng lúc sắp chết lại lựa chọn đồng quy vu tận với bọn họ. Một trận sóng năng lượng đáng sợ đánh úp lại. Không kịp né tránh, trước mắt cô tối sầm, ý thức hoàn toàn gián đoạn. Tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy căn phòng xa lạ này, còn có người đàn ông xa lạ này ngay khi nàng nghi hoặc trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn cô ấy nhắm mắt lại trong đầu từng đoạn hình ảnh lăn lộn như phim chiếu mở mắt lần nữa trong mắt nàng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi nàng vậy mà xuyên qua tận thế tiến đến trước nàng cũng đã từng là một cái internet tiểu thuyết người yêu thích đối với xuyên qua chuyện này cũng không xa lạ gì đợi ký ức trong đầu hoàn toàn dung hợp biểu tình trên mặt nàng có chút khó coi Cô hiện tại xuyên qua thân thể này cùng tên của cô giống nhau, cũng gọi Thư Niệm, mà người đàn ông vừa mới quát lớn cô chính là chồng của cô, Nhiếp Minh Lãng. Mà nguyên nhân bị quát lớn, nói ra có chút khó mở miệng. Đồng thời, nàng cũng bội phục ánh mắt thanh kỳ của nguyên chủ, nguyên chủ dĩ nhiên đặt lão công vai rộng eo hẹp chân dài như vậy không trần, mà là chạy đi quyến rũ lão công của người khác. Thông đồng chính là soái ca còn chưa tính nhìn nàng thông đồng đều là những thứ dưa chua nước táo gì. Thật sự là không có mắt nhìn. Hơn nửa lần này còn bị người ta bắt được. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nhớ nàng 33 thế kỷ hảo thanh niên, như thế nào xuyên đến như vậy mặt hàng trên người. Ở trong lòng phỉ nhổ thân thể này một vạn lần, nhưng vẫn không thể không tiếp nhận sự thật này, không tiếp nhận thì có thể thế nào. Chẳng lẽ tự sát, sẽ không nói có thể hay không xuyên việc trở về, liền hiện tại cái thế giới này, tuy rằng khoa học kỹ thuật trình độ lạc hậu một ít, nhưng là so với nàng đã từng sinh hoạt tận thế mạnh hơn một vạn lần. Cũng không biết đội trưởng cùng các đội viên khác thế nào. Thư niệm từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đứng trước mặt. Nàng há miệng muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy nam nhân lộ ra một bộ chán ghét thần sắc, thậm chí còn lui về phía sau hai bước. Thư niệm. Sao vậy, trong miệng cô ấy có vi khuẩn? tráng nàng sẽ qua ba vạch đen, lần thứ hai mở miệng lại trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Cô thật đúng là không biết nên nói cái gì. Dù sao lần này nguyên chủ là bị bắt hiện hành. Nguyên chủ có lẽ là có chút hoa si thuộc tính ở trên người, nhưng ánh mắt nàng lại không tốt lắm. Chật. Không tốt lắm, vở kịch này dùng cũng quá uyển chuyển một chút, phải nói là ánh mắt chỉ có tật xấu, ném cho tốt cái loại trị liệu này. Nguyên chủ tuy rằng đã cùng nhiếp minh lãng kết hôn, nhưng là nạn lại tà tâm không chết. ỷ vào khuôn mặt quyến rũ của mình, nơi này tham khảo tô đắc kỹ, sau khi đi theo năm nhân tới quân khu đại viện, là thông đồng với những binh ca ca kia. Nhìn thấy binh ca ca liền hướng người ta ném mị nhãn. Mắt thần kia giống như muốn móc ra tơ vậy. Dĩ vãng nguyên chủ quyến rũ người phương thức đều tương đối mịt mờ, hơn nữa là cổng nhiếp minh lãng, nhưng lần này lại bất đồng, lần này bị đụng vừa vặn. Căn cứ vào tâm tính việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nam nhân cũng không có duỗi ra, mà là đem nguyên chủ mang vào trong nhà. Cũng có một màn vừa rồi, người đàn ông lớn tiếng quát cô. Nghĩ đến bộ dáng của nguyên chủ trong trí nhớ, thư niệm thiếu chút nữa nhịn không được nôn khang ra ngoài, cũng may trải qua mạc thế ma luyện, nghị lực của nàng bây giờ cũng đủ cường đại. Nếu không người đàn ông đứng trước mặt cô chỉ sợ sẽ gặp tai ương. Nhìn người đàn ông mặt âm trầm trước mặt, thư niệm liền có một loại xúc động muốn chết. Nhưng có một câu nói rất hay, chết tử tế không bằng sống lại, cô hiện tại nếu đã thành thư niệm nơi này, vậy phải nghĩ biện pháp hóa giải khốn cảnh trước mắt. Về phần hóa giải như thế nào, chật. Thật đúng là một nan đề. Trong lúc nhất thời, đầu thư niệm đều ong ong rung động, ở tận thế thời điểm, dị năng của nàng là một hệ, thuộc về phụ trợ hệ dị năng, nàng chỉ cần đứng ở phía sau đồng đội cho đồng đội thêm trạng thái hoặc là trị liệu bị thương đồng đội đầu óc thời gian dài không cần đã sắp tú đùa rồi hiện tại thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt không khí trong phòng hơi có chút dương cung bạc kiếm cô nhíu mày suy tư một lát sau đó ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ trong lòng sau khi sắp xếp lại thì nhỏ giọng nói sự tình có thể có hiểu lầm anh nghe tôi ngụy biện không khí trong nháy mắt ngưng trệ thư niệm sửng sốt trong chớp mắt sau khi phục hồi tinh thần lại nhanh chóng sửa chữa a à, phi phi ý của tôi là anh nghe tôi giải thích nói xong cô thở phào nhẹ nhõm đối diện với ánh mắt dết người của nam nhân khó tránh khỏi có chút khẩn trương nam nhân không nói gì vẫn dùng ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm nạn tự hồ đang nói ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra hoa gì nếu nói không hài lòng trong mắt nam nhân phản phất cất giấu vô số lưỡi dao sắc bén, tùy thời đều có thể rơi xuống đầu nàng. Thư niệm vô thức nuốt nước miếng. Khá lắm, ánh mắt nam nhân này còn đáng sợ hơn cả tang thi hoàng mà nàng từng gặp. Tuy rằng trong lòng hoảng hốt một nét bút, nhưng nàng vẫn chỉ có thể kiên trì giải thích, ngày đó ngươi nhìn thấy đều là hiểu lầm, ta cùng bọn họ đều là trong sạch, cái gì cũng không làm, ta thề. Hôm đó vừa vặn muối trong nhà dùng hết rồi, tôi đi mượn muối, sau đó liền đụng phải đồng chí Từ. Ngày đó tôi đi dậy có chút không hợp chân, liền không cẩn thận chân bị lệch, sau đó đồng chí Từ liền đỡ tôi một cái, sự tình chính là như vậy. Nói xong, thư niệm trong mông nhìn Nhiếp Minh Lãng. Ý đồ từ trong biểu tình của anh nhìn ra chút gì đó, nhưng cô nhất định phải thất vọng. Thần sắc phẫn nộ trên mặt Nhiếp Minh Lãng vẫn không phai nhạt, thậm chí còn từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? thư niệm. Tiểu nhân trong lòng cô điên cuồng rống giận, hận không thể hướng bên tai nhiếp minh lãng hung hăng rống lên vài câu. Mẹ nó, lão nương nói đều là sự thật. Vừa rồi cô thật đúng là không nói dối, sự tình quả thật là như vậy. Nguyên chủ quả thật thích quyến rũ nam nhân khắp nơi, nhưng lần này bị nhiếp minh lãng bắt gặp cô còn chưa bắt đầu hành động, đã trèo chân. Nhưng hiện tại, nàng nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch lần này nàng coi như là tự mình thể nghiệm một câu chuyện sói tới. Thư niệm Hu 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 Cục cưng trong lòng khổ, nhưng cục cưng không nói. Chương 2 Khắp nơi vứt mị nhãn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Cây con mắt cốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Chúng ta ly hôn A. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Hai tử đi trong sông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nguyên chủ khuê mật tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 đã cẩu bỗng phát. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Đen xì tiểu viên thuốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Xuất thủ cứu người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Toàn thân run rẩy bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test